Quá trình đến âm gian sau khi con người chết. Sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi. Video này không phải là gieo rắc hoang mang, cũng không phải là mê tín. Những ai tin thì hoàn toàn có thể lý giải được. Còn những ai không tin thì cũng có thể xem đây như là một truyền thuyết. Sau khi chết chúng ta sẽ trải qua điều gì? Tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là hách bạch vô thường, đến dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ. Tiếp đó được thẩm phán của chư vị đại phán quan của thập diện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người, hoặc là làm động vật, hoặc là bị đánh xuống 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình. Chặng đường đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi. Tương truyền, trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua quỷ môn quan, rồi phải đi qua một con đường gọi là đường hoàng tuyền. Hai bên nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gọi là hoa pỉ ngạn, hoa của cõi bên kia. Con đường này cần phải đi rất lâu đến tận cuối con đường, sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, đá ba đời, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Sau khi đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ. Ải thứ nhất, quỷ môn quan. Người ta sau khi chết đi, trước hết là do quỷ sai nơi âm gian hắc bạch vô thường dẫn ba hồn bảy phách, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đến quỷ môn quan. Một quan ải cần phải đi vào cõi âm gian. Hạn ngữ có câu, quỷ môn quan, 10 người đi, 9 người trở về. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn. Truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đến nỗi những vong hồn dã quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua nơi này. Lúc còn sống, bất luận là quan chức quyền quý hay là bá tính thường dân, ai đã đi đến đây đều cần phải tiếp nhận tra xét có mang theo lộ dẫn, tức là giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Đây là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn dài 3 thước, tức là 90cm, rộng 2 thước, tức là 60cm, được làm bằng giấy mềm màu vàng. Trên mặt viết, lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho con người khắp thiên hạ, cần phải đi qua nơi này mới có thể đến được địa phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời trên mặt lộ dẫn có đóng 3 dấu ấn của Thành Hoàng Âm Ti, phủ huyện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ, nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Ải thứ hai, đường hoàng tuyền. Qua khỏi quỷ môn quan, tiếp đó chính là phải đi qua một con đường hoàng tuyền dài đằng đẵng. Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi qua một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan. Vì vậy đường hoàng tuyền, tức là suối vàng, là tên gọi chung đối với quan và lộ trình này. Trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn giống như tấm thảm máu trải dài. Vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Cũng bởi nó là cảnh vật mà màu sắc duy nhất trên đường hoàng tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi u minh. Dương thọ con người đến rồi thì sẽ hết, đây là cái chết rất bình thường. Người chết bình thường trước hết phải đi qua quỷ môn quan, hồn phách của người ta đi qua quan này rồi sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra trên đường hoàng tuyền còn rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyền đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh nghe Diêm La Vương phán xét. Ải thứ ba, Tam Sinh Thạch. Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên là Tam Sinh Thạch, tức là đá ba đời. Chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc 4 chữ lớn: Tảo, Đăng, Bỉ, Ngạn, sớm đến bờ bên kia. Nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của mỗi người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi, duyên diệt đều chất chồng mà khắc nên tảng đá ba đời. Trăm nghìn năm nay nó đã chứng kiến sầu khổ, mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh, đứng trước tảng đá ba đời này thấu tỏ hết.
Ải thứ tư, Vọng Hương Đài. Trên Vọng Hương Đài, quỷ hốt hoảng, mắt mở trừng trừng lệ hai hàng, vợ con già trẻ tựa bên hòm, bạn bè thân quyến trước linh đường. Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình Mạnh Bà là ở phía trước cây cầu chứ không phải là ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài còn gọi là Tư Hương Lĩnh, tức là đồi nhớ quê. Ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vì vậy nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Truyền thuyết kể rằng con người ta sau khi chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết, quỷ hồn đứng trước địa phủ báo cáo rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên Vọng Hương Đài nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến âm tào địa phủ. Theo truyền thuyết, Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Lại có truyền thuyết kể rằng kiến tạo của Vọng Hương Đài là nơi âm gian rất là kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh thôi tạt thẳng vào mặt. Đương nhiên, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, bạn có thể không uống canh Mạnh Bà, vậy cần phải nhảy vào Vong Xuyên Hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Bạn thấy họ nhưng họ không thấy bạn. Trong nghìn năm đó, bạn nhìn thấy họ hết lần này đến lần khác, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này đến chén khác. Tuy mong họ không uống canh Mạnh Bà, nhưng lại sợ họ không chịu nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên Hà này. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà bạn yêu thương nhất trong đời trước. Ải thứ 6, canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán, hễ uống vào là quên hết mọi chuyện ở đời này lẫn đời trước. Mạnh Bà phân phát canh Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà chứ không phải là ở trên cầu. Mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều sẽ hỏi có uống canh Mạnh Bà không. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì cần phải uống canh Mạnh Bà, còn không uống canh Mạnh Bà thì không được qua cầu Nại Hà, không được qua cầu Nại Hà thì không được đầu thai chuyển sinh. Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này. Canh Mạnh Bà trong chén thật ra chính là nước mắt suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc khổ sầu não, hoặc yêu thương. Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiếp nhận vào lục đạo hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh. Không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà, bởi vì một đời này sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi. Mạnh Bà sẽ nói với họ, nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi chính là uống vào tình yêu của cậu dành cho người đó vậy. Một ký ức được xóa đi, sau cùng trong mắt của người ta chính là người họ yêu thương trong đời này. Uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phản nhạt phai đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Uống canh Mạnh Bà rồi có thể quên đi hết thảy sầu khổ buồn vui nơi trần thế, chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian là một con người hoàn toàn mới. Những người mong nhớ, những người thống hận đời sau đều sẽ là người xa lạ. Loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh Mạnh Bà. Ải thứ 7, cầu Nại Hà. Đi qua đầu cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Cây cầu chia thành 3 tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen. Càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi lên tầng trên, những người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì chính là đi vào tầng dưới cùng. Bên dưới cầu có con sông, có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Những quỷ hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu, hoặc trái hoặc phải đầu cầu, mong tìm thế thân cho mình để bản thân có thể đầu thai chuyển thế. Những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thỉu, bị rắn đồng chó sắt cắn xé, chịu đủ thống khổ dày vò không được giải thoát. Đi qua hết cầu Nại Hà, bèn có thể thông đến 6 nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi. Thứ nhất, cõi người trời. Thứ hai, cõi Atula.
Thứ ba, cõi người. Thứ tư, cõi súc sinh, cũng được gọi là đường bên cạnh. Thứ năm, cõi quỷ đói. Thứ sáu, cõi địa ngục. Trong đó, cõi người trời, cõi Atula, cõi người thuộc về ba tầng trên. Còn cõi súc sinh, cõi ác quỷ, cõi địa ngục thì thuộc vào ba đường dưới. Người đi vào cõi nào và dựa vào nghiệp thiện ác tích của vong hồn lúc còn sống mà phân loại. Người thiện nghiệp nhiều luôn luôn sẽ được bố trí ba đường trên. Những người ác nghiệp nhiều thì luôn luôn được bố trí ở ba đường dưới. Quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn không thông dụng hết thảy với mọi người. Những người tu hành làm việc thiện nếu như công đức đạt đến viên mãn, sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này mà trực tiếp được Phật dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những kẻ đại ác làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này bởi nghiệp lực dẫn dắt mà bị đánh thẳng vào địa ngục. Đây là truyền thuyết lưu truyền hơn hàng nghìn năm nay. Tuy khoa học không có cách nào chứng thực được nhưng vẫn mãi sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của chúng ta hết thảy. Mọi người không khỏi hiếu kỳ và e sợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hãy nhấn vào đăng ký để theo